vui lịch sử cho bạn, cho các cháu đó là kỷ niệm. Còn lâu lắm rồi. Dạ. Vui. Bên trái, vui. Đây là tinh thần của các cháu rất là tốt. Thậm chí là nhà vẫn phải đút cơm cơ. Như này là rất tốt rồi. Và động viên các cháu. Em ơi hô lên. Tập hợp. Em ơi hô to lên. Liên đội trưởng ơi. Hô to lên em cứ hô lên các cháu đâu nghe tin gì. Ở đây loa nhiều lo lắng. Nói to lên. Căn bản là cái đội trống kia bảo cho nó đi ở đây nó bị loạn, nó phân tán được. Đội xong rồi là tắt trống đi.
Con cháu này đây chỗ này nó đông người nó phân tán. Thôi, tôi đi theo như chuẩn hả? Thông báo đến tất cả các trại ở phía dưới, chúng ta tắt hết trống đi ạ. Chúng ta dừng ngay việc tập trống ở phương khu phía dưới ạ, để đảm bảo cho phần thi trên này ạ. Mấy tiểu thư này gọi vào đây cho tôi nhờ. Đứng lên được chưa nào? Bên trái quay. Bên trái quay. Bên trái quay. Bên trái quay. Bên phải. Thế là tốt rồi bạn, tốt, thế là rất tốt. Những đội này là phải thêm điểm. Cho cái cháu thêm một điểm tình yêu. Thôi. Bên trái, thôi. Tôi đi sau nhìn chuẩn, hả? Chuẩn bị thắng phân. Thắng phân. Chuẩn bị thắng phân. Thắng phân. Thôi.
lên bé. Làm đứng chỗ ấy thôi chứ ngoài này là nhỏ. Nhạc to cái cháu muốn nó mới sung. Nhảy bao bố đúng cái đoạn mình view lên. Các cháu quay góc luôn thế.